Kính thưa quý vị, giao chiến giữa người Sunni và người Alawite tiếp diễn ở thành phố Tripoli của Lebanon, tên từ Tripoli. Các vụ nổ súng giữa người Hồi giáo Sunni và Alawite tại thành phố Tripoli của Lebanon đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Người dân địa phương cho biết đã có những trận giao chiến dữ dội nhất chưa từng có kể từ thời nội chiến. Trên 100 người đã bị thương khi dân quân người Sunni trong quận Bab al-Tabanef và dân quân người Alawite trong quận Jebel Mosin bắt đầu xung đột trong tuần này. Căng thẳng giữa người Sunni và người Alawite tại thành phố Tripoli phản ánh tình trạng bạo động tại Sunni, là nơi người Sunni chiếm đa số trong nước, đã đứng lên chống lại Tổng thống Bashar al-Assad, được người Alawite thiểu số ủng hộ. Các vụ xung đột giữa dân quân hai quận trong đầu tháng 6 đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng. Đêm hôm qua, từ 2 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng đã có trên 20 tiếng nổ lựu đạn. Một người dân ở trong quận Bab al-Tabanef nói dân chúng không ai muốn chiến tranh, muốn được sống trong hòa bình, làm ăn buôn bán. Một người khác nói tình trạng ở Tripoli ngày càng tệ hại vì chính phủ không biết trách nhiệm đã để cho các nhóm vũ trang phát triển. Chính phủ phải ngăn chặn, không thể để cho các nhóm vũ trang này ngày càng mạnh hơn.